Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lại lên nhiều các cái mặt hàng lan rừng để bán cho các bác. Giò số 1 nha các bác nhé. Giò số 1 đây là một giò đen dâu đỏ nhé. Đen dâu đỏ này các bác này, thân rất là dài luôn. Đang nụ, cái này đang nụ này. Những cái thân như này nó đang sưng nụ hết lên này các bác này. Nó đang sưng nụ rồi. Đấy, thân này đang sưng nụ rồi. Cái này về các bác chơi hoa Tết thì vừa tầm đẹp nhé. Mã số 1 nha các bác nhé. Mã số 1 của em có giá là 280.000. 280.000. Này quà nó rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Riêng cái dòng đen dâu đỏ này 280.000 nha các bác nhé. Cho mã số 1. Mã số 2 này các bác này, đây là một chậu kiều trắng nhé. Kiều trắng rất là đẹp đây. Đấy, rất nhiều thân luôn. Mã số 2 nha các bác nhé. Mã số 2 của em có giá là 400.000. 400.000 cho mã số 2. Kiều trắng nhé, hoa trắng tinh. Mã số 3 này các bác này, vẫn là kiều trắng này. Đấy. Mã số 3 của em cũng có giá 400.000 nhé các bác nhé. 400.000 cho mã số 3. Đấy. Vẫn là kiều trắng nhé các bác nhé. Cái này vẫn là kiều trắng. Mã số 4 này các bác này, đây là một giò kiều mỡ gà này các bác này, rất là đẹp luôn nhé. Mã số 4 của em có giá là 350.000 nhé các bác nhé. 350.000 cho mã số 4 kiều mỡ gà. Đấy, cái này mỡ gà hoa vàng óng, cái này đang sưng nụ rồi các bác này, cũng đang bắt đầu sưng nụ rồi, em thấy đang sưng rồi. Đấy, đây cũng đang sưng nụ rồi. Mã số 5 nhé các bác nhé. Mã số 5 của em cũng có giá là 350.000 nhé các bác nhé. Vừa rồi là mã số 4 nhé các bác nhé. Vừa rồi là mã số 4. Mã số 5 này các bác này. Mã số 5 đây là một giò trâu nhá. Trâu rừng nhá các bác nhá, một cái trụ trâu rừng như này. Mã số 5 của em có giá là 300.000 nhá các bác nhá. 300.000 cho mã số 5, cái này trâu rừng. Trâu rừng tiếp theo này các bác này, mã số 6 này. Đấy. Mã số 6 của em có giá là 480.000 nhá các bác nhá. Đẹp chưa các bác, cây rất là đẹp luôn. Mã số 6 480.000. Đấy. Mã số 7 này các bác này, một tác phẩm này, trâu rất là to luôn này. Đấy, một tác phẩm rất là to khủng nha các bác nhá. Mã số 7. Một nụ này, hai nụ, ba nụ này, cây ngoài này ba nụ này. Cây này 4 nụ này các bác này, nụ nó đã thò dài như này. Đấy. Cây ngoài này nó 4 nụ này. Cây trong giữa này thì bắt đầu mới sưng nụ rồi nhá các bác nhá. Đấy. Mã số 8 nhá các bác nhá. Đây mã số 8 nhá, của em có giá là 1 triệu đồng nhá. 1 triệu nhá các bác nhá, cho mã số 8 này. Đấy. Trâu rừng xịn luôn nhá các bác nhá. Mã số 9 này các bác này. Mã số 9 đây là một giò kiều tím miền Trung nữa nha các bác nhé. Kiều tím miền Trung. Mã số 9 của em có giá là 380.000 nhé. Đấy, kiều tím miền Trung lá nó rất là dày luôn. Lá cực kỳ dày. Đấy. Mã số 9 nhé các bác nhé. 380.000 kiều tím miền Trung. Mã số 10 này các bác này. Mã số 10 đây là một giò kiều mỡ gà nhé. Mã số 10 của em có giá là 450.000 nhé các bác nhé. 450.000 cho mã số 10 kiều mỡ gà nhé các bác nhé. Cái này là kiều mỡ gà nhé, ghép lũa nhé.
số 11 này các bác này. Đây, đây là một bảng hoàng thảo vôi nhé các bác nhé. Mã số 11 hoàng thảo vôi. Nó như này nhé các bác nhé. Có giá là 230.000 nhé các bác nhé. 230.000 cho mã số 11. Mã số 12 này các bác này. Hoàng thảo vôi tiếp theo này. Đấy, mã số 12 của em có giá là 230.000 nhé các bác nhé. 230.000 cho mã số 12 nhé. Hoàng thảo vôi. Mã số 13 này các bác này, một bảng long tu xuân này. Long tu xuân nhé các bác nhé. Mã số 13 của em có giá là 250.000. Thôi cũng lấy các bác 230.000 thôi, lấy các bác 230.000 thôi. Đấy. Đẹp như này nhé các bác nhé. Tiếp theo này các bác này, mã số 14 này. Một bảng hạc vĩ thiên cung lữ bố nhé các bác nhé. Hạc vĩ thiên cung lữ bố. Mã số 14 của em có giá là 350.000. Nó đang vàng lá xuống lá nhé các bác nhé. 350.000. Mã số 14 hạc vĩ thiên cung lữ bố nhé các bác nhé. Số 15 này các bác này, vẫn là hạc vĩ thiên cung lữ bố này. Đấy. Mã số 15 của em có giá là 330.000 nhé các bác nhé. 330.000. Hạc vĩ thiên cung lữ bố. Tiếp theo nhá, em lên kế bàn thành nhá. Mã số 17 các bác nhá. À 16 nhá. 16 một giò sơn thủy tiên như này nhá. Hàng nguyên già, củ to mập. Mã số 16 sơn thủy tiên, giò này 420.000 đồng cho mã số 16 sơn thủy tiên. Mười bảy này các bác này, cũng một giò sơn thủy tiên nữa nhé. Giò này thì cũng hàng nguyên rẻ. Mã số 17 giò này 350.000 đồng đấy nha. Củ to mập hàng nguyên rẻ. Mã số 17 350. Mười tám này, cũng một giò sơn thủy tiên. Dòng này thì nó là sơn thủy tiên hoa vàng và hoa rất là thơm nhá. Cho hoa vào tháng 3, tháng 4 tùy theo thời tiết nhá. Mã số 18 giò này 380.000 đồng. Mã số 18 sơn thủy tiên chậu nhựa này nhá. Hàng nguyên dài hết các bạn. 19 là một giò đai châu rừng. Giò này thì em mới thấy lất lụ thôi. Hình như là có một cây này đang lụ. Mã số 19 là 280.000 đồng. Ba cây như này các bác nhá. Đai châu rừng mặt hoa sổ số các bác nhá. Mặt hoa nó chưa thấy có mặt hoa. Mã số 20 cũng là một giò châu rừng nữa, giò này lá mít các bác này. Mã số 20 châu rừng 250.000 đồng mã số 20. Cây lá mít như này nhá. Mã số 20. 21 cũng là một giò đây châu lửa, giò này thì nó khủng rồi bác. Giò này quá khủng luôn nhá. Giò này 1, 2, 3, 4. Cây này đang có 4 lụ này. 1, 2, 3, 4. Cây này đang 4 lụ và cây này thì đang có 1, 2, 3 lụ. Cây này 3 lụ nhá. Một cây 4, một cây 3 các bác nhá. Đây châu rừng nhá, lụ to rồi. Chơi hoa Tết thì thoải mái. Cái này thì cũng không nhớ mặt hoa nhá các bác nhá. Bởi vì nó ra hoa rồi nhưng không nhớ mặt hoa. Đấy, năm ngoái, Tết năm ngoái ra rồi. Đây, đây là nó dám một tí bên trong này nhá. Mã số 21, giò này là 650.000 đồng. Đây, châu rừng. Tiếp theo vẫn là châu rừng nha, mã số 22. Giò này cũng đang bắt đầu thấy lá đã có lụ. Cũng đang có lụ nhá. Mã số 22. Ba cây như này nhá các bác nhá, đẹp như này nhá. Lá mít này nhá. Mã số 22, giò này là 500.000 đồng. 22 châu rừng. Mã số 23 cũng là một giò châu là một giò hạc vĩ trắng. Mã số 23 hạc vĩ trắng đôi 4 6 8 10 11 thân nhá. Mã số 23 hạc vĩ trắng. Giò này
650.000 đồng, mã số 23 hạt vị trắng tinh nhá, dòng này hiếm nên giá thành nó tương đối là đắt các bạn. Mã số 24 là một giò kiều trắng nhá, mã số 24 kiều trắng, đôi 466 thân dài và hai thân ngắn. Mã số 24 kiều trắng 350.000 đồng cho mã số 24. 25 là một giò kim điệp hoa vàng ươm các bác nhá, dòng hoa vàng hoa thơm. Mã số 25 nhá. Kim điệp là 160.000 đồng cho mã số 25 kim điệp. 26 là một giò tam bảo sắc. Đẹp này các bác nhá. Lá vàng ươm. Đấy, cái này thì hàng nhà ăn nắng trực tiếp, cái giò này ăn nắng trực tiếp. Nên là lá nó vàng này thì cây nó khỏe này nó sẽ cho hoa sớm mà rất là sai hoa. Hàng thuần thì không phải nói rồi. Mã số 26 tam bảo sắc, giò này là 450.000 đồng, 26. 27 nhớ nhá. Một trụ tam bảo sắc to khủng này nhá. Mã số 27 dáng hương tam bảo sắc. Như này nhá. Đây mà sầu nó nặng lắm. Mã số 27 tam bảo sắc 550.000 đồng. Cái mã số 27. 28 hoàng thảo vôi các bác nhá. Hoàng thảo vôi mùa này đang xuống lá và đang chuẩn bị hoa. Em đang thấy sưng sưng rồi. Mã số 27 hoàng thảo vôi 600.000 đồng cho mã số 27. Tiếp theo mời bác đến với trầm dòng đỏ nhá. Trầm dòng đỏ mã số 28. Combo hai giò này đi. Hai giò này rất là nhiều thân đôi. 45. Thôi em bán dòng 1 đi cho các bác dễ. Mã số 28. Mã số 28 trầm dòng đỏ nhé, 150.000 đồng. Mã số 28. 29 trầm dòng đỏ nhé, đôi 4, 6, 7 thân. 7 thân. Mã số 29 trầm dòng đỏ là 160.000 đồng. Mã số 29 trầm dòng đỏ. 30 là một giò đùi gà trắng nha. Đùi gà hoa trắng muốt nha. Đùi gà trắng ruby. Mã số 30. Đùi gà trắng là 480.000 đồng cho mã số 30. Tiếp theo mời bác đến với một giò long tu đá hoa tím nha. Dòng này hoa tím đậm luôn các bác mua làm giống. Đôi 4, 6, 8, 9 thân. 9 thân đang sưng lụ mắt lụ trắng này nha. Rồi hoa tím và hoa thơm lắm các bạn. Long tu đá hoa tím mã số 31 nhá. 200.000 đồng cho mã số 31 long tu đá hoa tím. Đó là dòng long tu đá xin hồ các bạn. Vâng, giò Lan vừa rồi đã kết thúc video nhà ngày hôm nay. Cảm ơn theo dõi video.